thử thách làm beat to tê tí của Grand Events trong vòng 15 phút. Ok, và hôm nay thì mình sẽ đến với các bạn trong một cái thử thách khá là hay ho. Rất là nhiều bạn yêu cầu là anh ơi remake, đố anh remake được ca khúc To Tê Tí của Grand Events. Và hôm nay thì mình sẽ thử thách nó trong vòng 15 phút, mình đã nghe lướt qua rồi. Và mình nghĩ là trong vòng 15 phút thì mình sẽ làm được và hy vọng là suy nghĩ của mình không sai. Ok, let's go, chúng ta chiến đấu thôi. Ok, và đây là ca khúc To Tê Tí đã được tách ra thành các file khác nhau để mình có thể tham khảo phía bên trong và sau đó mình làm. Và bây giờ thì chắc là bây giờ chúng ta sẽ chiến đấu luôn chứ nhỉ? Rồi, 3, 2, 1, let's go! Rồi, quên chưa bấm. Ăn gian chết. Rồi, ok, mình đưa vào một cái Rizzy Base. Mình sẽ hạn chế mở các file bởi vì là mấy bản kia bị đánh bản quyền. May mà các ca sĩ trước họ không gõ gậy. Chứ còn đâu nếu mà mở nhiều quá bị gõ gậy đau đầu lắm. Mình tìm một cái Rizzy Bay này. Pha chưa? Rồi, ok, chính xác là pha chưa? Mình sẽ chọn ở đây là tông pha. Chưa? Pha trường luôn. Ok, mình không nghe được rõ nốt lắm. Âm thanh hơi bé. Mình sẽ dùng cái tuner C. Major 7. F major 7 A. A. Từ từ, chờ mình CM C F7. Nice. Rồi ok, một cái pad, họ có một cái pad được automation nha các bạn nhé. Để cái pad này đang sáng lên này. Nhưng mà họ đi hợp âm passing chord với cả hợp âm màu khá là nhiều nha. Mình có một cái pad. Ui, mất 3 phút rồi. Khoai nha. Ok, đây. Mình phải nhanh tay hơn tí nữa. C7 F major 7 A A M A D7 C
C. Nhưng mà đây là C mượn này. C mượn nó là C M C. C mượn từ từ. Đoạn này sao nhỉ? F A C. C 7 7 7 7 7 7. 7 nó đâu nhỉ? F F F 7. Đây rồi. Ok ok. F thăng. Đây mượn 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 mượn. Ok. Automation. Nice. Rồi, tiếp theo một cái Future Pop Kick. Rồi, kick khá là tròn. Không có patchy đâu. Chi thế? Chép kích xem nào. Xem mà thích. Úi ơi. Ở đâu rồi? Cái này màu khá giống như bị Panchi này. Nice. Kích. Đây là cái bass, guitar bass. 8 phút, ôi. 15 phút. Lag nha. Tưng tưng. Son. Tung tung tung. Tum 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 do do tum 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 tum
Tất tất tâm tâm. Ok. Đêm nay mình lo chơi. Đêm nay mình lo chơi. Những câu ca này giữ mãi mãi trên đôi môi. Đêm môi. Em đâu có môi. Môi. Em đâu còn lẻ loi. Về bên đây với anh ta tỏ tê tí. Mỗi khi em đã tới. Em đâu còn lẻ loi. Tới em sẽ không thể rút lui. Piano. À. 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 Để cờ sen la la re la son do a bảy khác nhau nha. Ok. Clap. Tới em sẽ không. Tới em. Clap. Mình lại coi thường rồi. Tới em sẽ không thể rút lui. Sẽ không thể rút lui. Tới em sẽ không thể rút lui. Tới em sẽ không. Đã, piano. Tới em sẽ. Tới em. Sau mình sẽ thử thách 30 phút. Đỡ quê. Tới. Tới em sẽ không thể rút lui. Tới em sẽ không thể rút lui. Mình sẽ thử thách 30 phút nha các bạn nhé.
Quê vãi. Ở 15 phút tiếp nha. Ông đừng thần kinh nha. Mình đã coi thường. Không à, chắc là anh em thông cảm được. Ok, phần bass này phải C. Sao nó lại ra cái này? A thằng. Ok, nghe. Tới em sẽ không thể rút lui. Người hãy để cho anh giữ chân em lại. Nhưng mà người hãy nói em muốn ở lại để mình khỏi phải nghĩ suy. Em sẽ không bao giờ quên đi hôm nay đâu, vì lần đầu tiên được vui bên anh. Mùa thơ. À, đây là cái receiver này anh em. Tên là Pha. Vẫn là Crazy Bay nhưng mà được set chance nha anh em. Ui. Nối lại với nhau. Ok. Xong. Xong cái bay đi. Vui bên ai em muốn đôi tay bỏ lại đằng sau quá khứ. Nhưng nếu mà rồi, ok, một cái build up này. Rồi, ok. Rồi,
Make unique. ALTC. Cắt cái nốt này xuống đây. Sau đó thì mình mở ra. Rồi, ok. Nó sẽ có một cái ride. Xem. Open head. Ok, đây. Head này. Chính xác. Guitar điện, power chord, guitar. Guitar, 8 phút nữa. Guitar. Metal. Copy lại. Vâng. Một phần 2 beat. Guitar rip. Tê. Sau nó bị làm sao nhỉ? Solo. Đi nhầm cái open head vào. Piano nữa nào. Piano. Piano thế. Piano 2. Tang. Pum. Mình cứ tưởng là nó hợp với vòng.
Chết tôi rồi. Ok. Kích nè. Gần xong rồi đó. Breezy Bay, chắc là mình phải cho thêm kỹ năng. Cho nó tí động đậy. Ok. Ok, còn cái này. Một cái card. Tâm, không phải chord nhưng mà thôi, cái đó, ta tên là chord. Ta đoán tông một cái filter lead gì đó, hay là một sound chord. Ok. Nó còn mob vào cái gì nữa nhỉ? Cut off, mob, suột, velocity. Ok. Ten.
anh em cho xin thêm mấy giây nhé. Rồi, ok, xong. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lướt qua một lượt trước khi mình mixing và master cái bản này nhé. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành mixing và gửi cho các bạn lại một bản full nhá. Ok, mình đã mix master xong và bây giờ thì chúng ta cùng lắng nghe bài nhạc sau 30 phút có ăn gian một chút xíu của mình nhá. Okay, vừa rồi thì mình đã thử thách xịt làm làm beat bài to tê tí trong vòng 15 phút và mình đã hoàn thành trong vòng khoảng 30 phút. Và trong thời gian tới thì Phương sẽ làm nhiều hơn những cái series thử thách như thế này, giúp cho các bạn có thêm nhiều góc nhìn về việc làm nhạc cũng như là sản xuất những cái khúc nhạc pop sẽ diễn ra như thế nào. Và nếu như mà các bạn có nhu cầu về hóa âm phối khí, học hóa âm phối khí thì các bạn có thể liên lạc với mình để mua bộ video hướng dẫn hoặc là đăng ký học trực tiếp tại VB Music nhé. Trên màn hình đang có các video clip mà các bạn có thể sẽ thích. Các bạn đang click vào và tự chọn những video mà các bạn cảm thấy phù hợp. Ngoài ra các bạn cũng có thể đặt câu hỏi xuống bên dưới cũng như là vào phần danh sách phát để bọn mình có thể giải đáp thắc mắc cho các bạn một cách tốt hơn nhé. Các bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Bye bye anh em.